Lần đầu trong đến lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trong miền Tổ quốc. Qua đêm xin gửi đầy cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube của em đang phát triển. Em xin cảm ơn những lời góp ý chân thành cũng như là động viên của các bác ở trên kênh YouTube để kênh của em hoàn thiện. Hôm nay là ngày 22 tháng 7, em tiếp tục làm video giới thiệu các bác một thất đầu radio của hãng Yamaha với model là T5D. Cái thớt radio này được sản xuất năm 1981 với giá xuất xưởng của nó là 34.800 liên, nó tương đương với khoảng độ 8 triệu đồng Việt Nam. Hôm nay này giá thì nó chưa được 10% các bạn. Vì trước này đầu này sở hữu sai ngang là 43,5, chiều cao của nó là 9,5 cm và chiều sâu của nó là 30 cm. Đấy. Nó sở hữu mặt phay nhôm màu trắng rất là đẹp. Đấy. Mà nó có đây là đèn báo sóng này, các bác này, đây là đèn báo sóng này. Đấy. Hai là cái kim dò sóng cũng nhận đèn luôn, đây bác đèn đấy tắt đi nhá. Đấy. Mất luôn nhá, đèn có này. Đấy. Và cái thớt radio này chỉ bắt được tốt đài AM các bác nhá. Chứ không bắt được đài FM bởi vì tần số của nó 90 thôi, nên bắt được đài FM. Bắt FM là phải tần số nó 108. Đấy. Cái này thì bác nào mà có cái âm ly Yamaha hoặc có những âm ly màu trắng bác đã đặt lên cho nó phù hợp. Thứ hai là các bác trưng bày rất là đẹp, là nghe radio để tin tức thời sự. Đấy, cái phần ngoại hình đây, em quay cho bác xem. Là mặt mũi của em nó rất là đẹp các bạn. Phần nào hồi có chảy xước, phần lắp lưng nó có chảy xước này. Đấy nhá. Đấy, bên đây nó còn đẹp, đây có chảy xước này. Đấy. Thì này có chảy xước nữa nhé. Một cái mặt mũi đẹp. Phần mặt sau nó đây. Đây. Model của nó là T5D, điện 100V, công suất nó 8W. Sơ đi máy của nó đây là 202163. Đấy, cái phía mặt sau này là có ú các bác nhỉ, có ú thì xét này. Bởi vì thường thường Yamaha hầu như là đều bị cái hiện tượng này các bác. Đấy. Đây là bát sóng FM này, đây là bát sóng của AM thì em kết nối với cái chiếc anten đây rồi. Thì về đây anten của nó có anten ở đây, nhưng mà nó chắc nó bị gãy mất rồi đó. Đấy, không còn. Thế em đang làm mua cái thớt tai đô này, em đang tặng kèm cái anten này về bắt thôi nhá. Đấy, bằng tem này quá này, ốc quân 7 màu. Đấy. Em tắt cái đèn đi để nó nhìn cho đẹp thôi nhé. Đèn nem nó hiện lên rất là đẹp. Đẹp luôn. Đấy. Và cái này đã có rắc AV liền theo cái thốt radio này rồi, rất là tiện lợi. Đấy.
đây, ấn vào đây là FM rồi, ấn vào mới bắt được rồi. AM, đúng không ạ? Làm ăn sinh sống trên đất vạn đảo. Niềm vui mỗi ngày. Niềm vui mỗi ngày. Niềm vui mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, những vụ tai nạn đuối nước có thể xảy ra với trẻ em vào mùa hè. Thời gian qua tại tỉnh Bắc Cạn, nhiều mô hình bãi tắm an toàn đã được các bạn đoàn viên thanh niên triển khai. Các em nhỏ vùng cao được dạy kỹ năng bơi lội, sơ cứu, xử lý tình huống khi có tai nạn xảy ra ngay tại các sông. Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH. Đèn báo sóng các bác ạ. Được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề những điều cần biết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chuyên đề này do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chuyên đề được phát sóng lúc 17:45 đến 18:00 thứ năm hàng tuần trên sóng AM 610 kHz, phát lại lúc 17:45 đến 18:00 thứ bảy hàng tuần cũng trên làn sóng này. Quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 do dịch bệnh COVID-19, nên trong thời gian qua, một số người dân thuộc đối tượng hưu trí và có công với cách mạng cũng thắc mắc về việc chậm chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên VOH đã phỏng vấn nhanh bà Nguyễn Thị Thu Dân, Giám đốc Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao chủ trì thực hiện trả lương hưu. Mời quý vị cùng nghe. Thưa bà, hiện nay thì một số người dân thuộc đối tượng là hưu trí và người có công với cách mạng cũng thắc mắc là vì sao mà cái việc hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng đến nay họ vẫn chưa nhận được tiền mặt. Xin bà có thể giải thích để người dân được hiểu rõ hơn ạ. Do tình hình dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp nên do đó là Bảo hiểm xã hội thành phố và Sở Lao động Thương binh xã hội thành phố phối hợp với Bưu điện thành phố đó là phương án báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để thực hiện chi trả. Ngoài cái đối tượng mà chi trả qua thẻ hàng ATM thì Bưu điện thành phố có khoảng 164.000 người chi trả các lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, chi trả bảo hiểm xã hội. Em xin phép được dừng video test tại đây. Thì thốt radio này bắt sóng rất là nét các bác nhé. Đấy. Không bị sôi chút gì cả. Thì thốt radio đem bán với giá là 650.000. Đấy, để đi kèm với cái anten các bác nhé. Anten trên này. Đấy, em tặng kèm. Đấy. Các nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp em với số máy là 0907 223 269 em ở thành phố Đức thuộc Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn các bác ở video lần sau.